xét đoán bằng công lý là điều gì đó nổi hơn nhiều thế gian. Ngày nay con người không thể giải quyết nan đề chiến tranh. Thế chiến thứ hai vừa chấm dứt, nhưng nhiều nơi trên họ cũng không còn tập sự chiến tranh nữa. Amen. Việc đi lương giáo do của người khác, chúng ta không tiến hành chiến tranh và cũng không chấm dứt chiến tranh với họ là với hy vọng hy vọng là có được nền hòa bình. Đó là những quan tâm đến sức khỏe, vệ sinh, viện trợ y tế cho công chúng. Nhưng ngày nay bệnh tật sẽ không bao giờ được tiêu trừ. Trong Kinh Thánh, hai sách đề cập đến bệnh dịch nhiều nhất là Ezechiel và Jeremy. Chúng ta được đâu biết rằng bệnh dịch sẽ gia tăng vào những thời kỳ sau cùng. Một cơ đốc nhân không nên chỉ hiến mình cho công tác vệ sinh và viện trợ y tế. Chúng ta phải nhận thức rằng bệnh tật trên thế giới và sẽ gia tăng. Trong Ê-sai đoạn 33 câu 24 chép rằng khi đấng giết đến, không người nào nói tôi bị bệnh Ê-sê-chi. Chúa trở lại, nạn đói kém cũng sẽ được giải quyết. Tại Trung Quốc gần đây, nhiều người quay sang quan tâm đến nạn đói kém. Một số người đã thực hiện những công tác rất đáng khen. Ta chưa bao giờ nghe đến việc bụi gai cần con người vun sới. Đúng là chúng ta đã đạt được những thành quả về mặt thủy lợi và nông cụ, cải tiến hạt giống. Khi đấng Christ trở lại, sa mạc sẽ không còn nữa. Các bụi gai và cây tật ở lê đều sẽ biến mất. Amen. Ghen ghét mà chọn điều tốt lành, nhưng không ai có thể giải quyết nan đề tội trong lòng con người. Không nhà giáo dục nào có thể ban cho một người sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Điều còn hay nói rằng khi Chúa đến lần nữa, các thiên sứ sẽ quăng tất cả những thứ gây bất phàm và những người làm chuyện phi pháp, tức là những người làm bài hoàn người khác. Đất, các cơ đốc nhân không được đâm rễ trên đất. Trái đất không phải là nơi các cơ đốc nhân đâm rễ. Và hội nhóm của mình lúc nào cũng càng tiến lên, được lớn lên trong cái lời của Chúa. Từ đó là chúng ta mới biết là con người chúng ta sống như thế nào. Hy vọng người sẽ đến này. Amen. Đáng khi sống như những người khác, biết rằng chúng ta luôn luôn mong đợi Ngài trở lại. Còn lần đề được chỉ được hoàn thành một nửa thôi. Amen. Và nan đề tội đã được giải quyết. Người khác là cung nhau tiến lên với Chúa. Chúng ta phải là chăm sóc người khác để cung nhau tiến lên với Chúa. Làm có bán rễ dưới đất này. Ông mấy vua nào đang ủng hộ ông hay là cái dấu hiệu này dấu hiệu kia là đang có chiến tranh rồi, đang có động đất rồi, đang có dịch lệ rồi, đang có cái việc này việc kia, tức là mình quan tâm thì cái dấu hiệu mà cái điều chính đó mình không quan tâm, mình không quan tâm đến chính Chúa, quan tâm đến là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để gặp Chúa là điều quan trọng. Cho nên là cái sự hiện diện của Chúa là cái kéo tình trạng nát rượu say sưa và các nỗi lo của đời sống này làm lụy lòng các anh, và ngày ấy thình lình đến trên các anh như một cái bẫy, vì nó sẽ đến trên mọi người ở khắp mặt đất. Nhưng lúc nào cũng hãy tỉnh thức nài xin để các anh thắng hơn mà thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra. Nên vấn đề ở đây nè, em nói nè, đây là lời Chúa nói, thì hiểu không? Cho nên mình đừng có để đi về điều khiển mình nữa, mà phải Chúa mới điều khiển mình. Sức khỏe ảnh mình nghe từ giờ đến đây mà vì thế gian với tư dục của nó sẽ ra đi, nhưng mà ai làm theo ý chỉ của Chúa Trời thì còn đời đời. Đừng có để nó chi phối, mà phải biết chi phối mình. Không có gì là tuyệt đối thân thiện cả. Amen. Và cũng không có gì là bắt buộc, không có gì là trong thời gian này mà chúng ta không thể sống thiếu nó, không và không có gì mà chúng ta mỗi chúng con để chúng con không bị thế giới và mọi điều hư không chiếm giữ. Chưa ơi, được ngày chiếm giữ mỗi ngày. Chưa ơi, tìm kiếm ngày và khao khát gặp được Chúa. Chưa ơi, ngài Chúa Giêsu, ngoài ngài chúng con không có những gợi gì khác ngoài ngài. Chưa ơi, Amen. 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 Amen.
Chúa. Amen.